chín hết luôn nha mọi người nhá, rất là ngon luôn. Hello anh em, hôm nay trời nắng này làm cái gì ngon ngon ăn nhỉ? Thấy thích ăn cái gì? Làm ít đất. Làm đất à? Ok, hôm nay anh em chúng tôi sẽ gọi là làm gà bọc đất, gà đắp đất. Siêu cây, siêu to khổng lồ này cho anh em. Anh em chúng tôi đang đào đất sét nhá. Để chuẩn bị làm món gà đắp đất siêu cây. Đây đào mạnh em, cuối tháng còn được tăng lương như này. Đang quét đất nha. Ôi, tự dưng một quả dưa này. Ôi, chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm. Thấy chưa? Dương anh em tôi có quả dưa hấu tí về chén rồi. Dập luôn. Dập luôn. A à, hi hi. Ngon đấy. Ừ. Em nhá, bây giờ chúng tôi bắt đầu cho gà vào để ướp. Ướp phải ướp phải thật cay luôn, đó. Mà sát muối trước cho nó sạch sẽ bắt đầu vào nướng. Ok, bây giờ anh em chúng tôi đang làm nước để gọi là ướp gia vị gà nhá. Ướp siêu cay luôn. Đấy, mọi người nhìn này. Đó. Nhìn siêu cay luôn nhá. Cái ướp chỗ này vào là cay xè luôn nhá. Con gà này vừa đi trộm ở hàng xóm về, anh em làm thịt 3 cân, à 4 cân. Thanh niên chuyên trêu trẻ con em mọi người. Mọi người muốn xem kênh của mình nhiều biết thanh niên này đam mê thích trêu. Anh nghĩ là đút cả đám vào hơn. Không phải thái, cứ thế đút vào. Rồi anh em tôi sẽ nhồi vào ngay nhá. Nhồi hành với lá mùi tàu vào cho thơm. Tăng cưa. Không có chày anh em chúng tôi cứ dã bừa nhá. Mọi người đừng comment gọi chê anh em chúng tôi là. Ok, vậy anh em chúng tôi sẽ ướp gia vị nhá. Đó, mọi người nhìn nó hấp dẫn chưa? Đỏ lư rồi. Tiếp tục ướp. Hai trao hát trả chưa? Trả rồi. Đó rồi. Có. Trả từ video trước. Đó, bây giờ tiếp tục ướp. Giỏi kia ông nhét luôn cả cái kia vào. Cái gì? Nòng mè á. Cái bữa ông đã ở đây luôn. Đấy. Chán giờ. Đó, mọi người nhìn chưa? Ướp hết vào cho nó lòi lòi lên nhá. Xong rồi cứ để ngấm một tí bắt đầu anh em tôi bọc và đắp đất. Bây giờ là đắp đất hết. Người cho đắp đất kìa. Ừ. Đó. Để ngoài luôn. Nhất à? Đây để ngoài luôn. Để ngoài đây. Ngoài trong chín. Đeo chín. Chín hết. Không chín ăn sống. Chờ đợi tí cho ngấm á. Đợi tí ngấm. Tôi sẽ bọc
bọc dưới thiếc. Rồi, bọc nhiều lớp vào. Bọc kỹ à? Tí ra lấy thêm. Mày kéo thế, đưa rách vậy. Ui, rớt. Sợ thiếc không đủ luôn. Hai thanh niên mặt đần như cất ngâm. Hai thanh niên này đang cuốn thiếc. Anh em vừa sắp sửa có món ngon để thưởng thức rồi đó. Đấy. Làm mạnh cuối tháng tăng lương đó. Cố gắng để gọi là cái thằng sáu YouTube nó cho cái lút bạc về. Đó, anh em ủng hộ kênh nhiệt tình mình nhá, để mình kiếm cái lút bạc của thằng cháu YouTube về nhá. Hôm nay ông sẽ lại làm xì clip. Thôi chứ làm cái đồng đá bạc. Hôm nay ông sẽ lại làm xì clip. Để cho các cháu xem món gà đắp đất. Đắp đất. Nhào đất. Cho thêm nước vào. Thôi, đổ tí nước nữa vào đây cho lát. Nước kìa. Đất sét mọi người nhá, anh em tôi phải đi ra đồng đào ấy, vừa lấy ấy. Cái trong kia thì không cần phải cho gạch đâu, nhưng trong kia lấy tường làm gạch luôn được. Vớt bớt đi. À, bắt đầu anh em ngồi đắp vào con gà nhá. À, bọc như kiểu là Valua trong Bắc Di. Thanh niên kia đang ngắm lò. Thanh niên này đang gọi là đắp đất. Thanh niên kia đang rửa rau. Thanh niên kia ngồi chỉ huy. Ai hốt thì mà. Đấy, bắt đầu đít nhau đấy. Mấy thanh niên bắt đầu đít nhau. Bất dạy thật, tí tao cho mày lên TV hết. Thanh niên kia đang nhóm lò mà không biết có cháy không. Thanh niên này đáp xong gặp xong con đất còn nghịch ve để tí xiên lướng nữa. Đất viên chiên. Đất viên chiên nhá. Tí món này là để cho Hải thưởng thức. Tôi phải chơi quả quạt gọi là công nghiệp để ra thổi nó mới cháy được. Nhìn thằng em em cháy. Đất thì đây rồi. Cục đất đây rồi nhưng mà chưa được lướng. Chẳng biết thế đấy nghe, phải đấm lò ngay từ đầu phải. Lên rồi nhỉ. Lên rồi đấy. Gọi ông lên. Ok mọi người, bây giờ anh em chúng tôi cho quả đắp đất này vào. Bắt đầu nướng. Anh em tôi phải kiếm thêm củi nữa. Đó. Và chất thêm củi nhá. Tầm nướng tầm được 30 phút rồi. Sắp có chiến lợi phẩm cho anh em rồi. Đó. Kiếm thêm củi nhá. Tôi bây giờ đang lật lại và cho thêm củi nhá. Nướng được 1 tiếng rồi mà không biết liệu có chín không. Đó. Anh em tích cực bẻ củi đấy. Đấy, anh em tôi lật và bắt đầu cho thêm củi vào nhá. Rất là lắng và nóng. Đó, anh em tôi vì một cái video hay vẫn phải làm cho anh em xem đó. Đó. Để xem ra món này nó kết quả sẽ như thế nào nhá. Ok anh em, hãy xem đến hết clip. Ok. Sau khi thời gian đang chờ đợi gà chín, anh em tôi lướng thêm gọi là xúc xích. Nhìn rất hấp dẫn nhá. Rất là lắng. Tầm này tầm khoảng 11 giờ rồi vẫn chưa được ăn. Vẫn đang làm clip cho anh em xem ấy. Anh em
Hãy ủng hộ anh em tôi bằng cách đăng ký kênh thật nhiệt tình rồi nhá. Ok. Đây là xúc xích, mọi người đã nhìn thấy đã chín rồi. Trong khi đang nướng gà, đã nướng luôn xúc xích nhá. Tí còn con mồi phải nhớ. Đấy, mọi người nhìn nào. Vẫn ngon nhở, cháy cháy này, ăn bén này nó mới ngon nhở. Anh em nhá, bây giờ chuẩn bị anh em tôi sẽ khui con gà này ra. Đất vỡ hết rồi này, khui con gà nhá nè. Đấy không, chuẩn bị khui nhá, lật ra. Chuẩn bị xem có thành công không anh em nhá. Hy vọng là sẽ chín để cho anh em tôi gọi là nhâm rượu. Liệu chín không? Hải đoán liệu chín không? Gà này á, 1926 sống. Rồi được, chấp nhận. Cầm cái đấy đây, để đựng ấy. Thơm ấy. Thơm ở bên này. Thơm ấy. Đẹp luôn ấy. Quá ngon luôn. Cháy rồi, chín rồi, khui ra. Đẹp quá chứ, không có dây nhảy. Chịu được đấy, giờ ngon lắm. Lại chín nữa mọi người nhá. Ui rồi. Thơm á. Ô thơm mà. Ăn thử xem cay cay ngon ngon tuyệt vời luôn. Ôi cái này nó dính vào dao luôn này. Năm miếng cảm nhận nè. Ui rồi. Thử tí nào. Ui rồi, ngon lắm mọi người ơi. Cho dần cho xem thịt tí à. Đấy, chín. Mỗi đầu chín nhé mọi người nhá. Đó. Nhìn thịt này rất là bá tơi á, thử luôn. Ở chấn thôi. Thơm quá kỳ luôn. Tôi xem cái đầu cháy này. Cháy mỗi quả đầu thôi, còn đâu là thân là chín. Còn tí nữa, xong rồi xong. Nó thơm ngon nhá. Xong rồi xem bên trong chín rồi nhá. Đó, chín hết luôn nhá mọi người nhá. Rất là ngon luôn. Đấy, mọi người xé thịt cho mọi người xem này. Đó, nhìn thịt chín hết rồi nhá. Mọi người nhá, tiếp tục rồi. Xé cho anh em thưởng thức. Ui, thằng sẽ gỡ rồi. Trong này xả. Ờ, rất chín. Xả mua quên mẹ chợ. Ui. Ừ, nè. Đó. Ăn bốc luôn mọi người nhá. Và bữa mình bảo em không thấy xả hoa nào thì phải xả để chợ. Này. Ừ. Rất là ngon. Anh em chúng tôi đã thành công cái món gà đắp đất siêu cay này nhá. Ăn tỏi đấy à? Thì, anh em ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ, đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hay hơn nhá. Trời à, đúng. Cảm ơn mọi người này, anh em đang nói chuyện nào. Thôi nhá. Mời nhà bạn 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 nhá. Từ từ em biết. Chào. Ừ, hả?
Cháu bắt đầu bị ghi đấy. À, đây là tập đi tốt nhá. Chúng ta gọi liệt sĩ thì tốt. Liệt sĩ tổ liệt mình liệt sĩ. Cay Long uống cái bọt nó thơm, anh uống Long bọt nó dính vào môi nó hơn này. Thì rất là thơm, ngon, cay. Đây em vào đi đâu này, sức nặng cái thành quả là mạnh này em là cái gì đi hôm nay uống rất là mạnh, uống nước mắm thì rất ngon, còn uống cái gì thôi不一样，每个人都有不同的境遇。